Xin chào cả nhà. Trong video ngày hôm nay mình sẽ test và review dòng má hồng hai màu mới nhất của hãng Stananda 3C. Má hồng hai màu là một concept không mới lạ gì, vì 3C cũng đã từng có dòng sản phẩm má hồng hai màu hộp tròn màu đen đã từng rất được yêu thích trong quá khứ. Với dòng sản phẩm Dual Blend Blusher này, vỏ hộp giấy không được đầu tư cho lắm vì chỉ một màu đen tuyền và có in tên màu trên nắp hộp. Toàn bộ vẻ đẹp của sản phẩm đều tập trung ở bên trong. Hộp má hồng được làm theo kiểu hộp nhựa vuông trong suốt toàn bộ và có kèm cọ đánh má hồng. Chất liệu nhựa khá dày dặn và cầm khá chắc tay. Với phong cách trong suốt như thế này sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhìn rõ màu sắc sản phẩm khi cầm sử dụng. Và tên màu sẽ được in hashtag ở mặt sau, đồng thời hạn sử dụng cũng được in chữ bóng mờ. Với một hộp má hồng, chúng ta có thể sử dụng đến 3 tông màu, màu bên trái, màu bên phải, hoặc chúng ta có thể trộn hai màu lại để tạo thành một số 3 mới lạ. Đến với màu đầu tiên, Mamacita, tông màu cam đào tươi tắn và trẻ trung này sẽ cực kỳ dễ sử dụng với gần như tất cả mọi kiểu make up cũng như là mọi tone da. Mình sẽ đánh phấn màu cam đào nhạt lên toàn bộ bầu má và dùng màu cam đậm hơn lên trên đỉnh cao nhất của gò má. Chiếc cọ đánh má được thiết kế cơ bản, nhỏ gọn nhưng khá được việc. Vì lông cọ rất mềm nên sẽ nhẹ nhàng pick up lên được hạt phấn cũng như là đi màu má lên da nhẹ nhàng tự nhiên. Mình biết đa số cọ đi kèm theo hộp phấn má thường hay có lông cọ khá cứng nên hay cào lên phần bột phấn làm phô nail khá nhiều. Nhưng đối với 3C thì mình không hề gặp vấn đề khó chịu khi dùng cọ đi kèm theo của hãng. Chất phấn có sự thay đổi một chút so với phiên bản cũ. Chất phấn mới mịn hơn, đậm đà hơn nhưng cảm giác như là lượng phấn bị rơi vụn ít hơn so với phiên bản trước đó, là mình cảm thấy đỡ hao khi sử dụng sản phẩm. Màu tiếp theo là Alluring Sin. Tông màu thú vị này bao gồm một bên màu hồng đào và một bên màu cam tươi khá đối lập. Các bạn có thể dùng riêng màu hồng hay màu cam tươi, nhưng mình sẽ phối hai màu này lại với nhau. Màu hồng đào trên toàn bộ bầu má và màu cam tươi bắc ngang qua gò má. Kiểu phối này khá thời trang và tạo cho người sử dụng vẻ tươi trẻ, xinh xắn. Màu tiếp theo, Blooming Again. Sự phối hợp khá lạ giữa tông vàng và tím này cho bạn nhiều sự lựa chọn cá tính khi sử dụng chúng làm màu má. Khi trộn với nhau thì chúng tạo ra màu cam đào nhẹ nhàng, nhưng mình thích nhất là phối gò má ở bên trong màu vàng và màu tím ở phía ngoài xương gò má. Nếu dùng tím riêng thì trông các bạn sẽ dịu dàng lãng mạn, còn nếu dùng màu vàng không thì rất cá tính thời trang. Vì màu sắc của má hồng rất đậm đà nên chúng ta có thể thoải mái dùng thay cho phấn mắt cũng ok luôn nhé. Màu thứ tư, Struck, là một sự lựa chọn an toàn và đáng yêu cho mọi tông da. Một bên màu cam và một bên màu hồng. Khi phối chung lại thì chúng tạo ra màu hồng đào khá xinh. Struck có thể được sử dụng cho nhiều kiểu make up khác nhau.
Màu má cuối cùng Instinct là sự phối hợp giữa hồng baby và màu đỏ cam. Khi pha trộn chúng với nhau, các bạn sẽ tạo nên màu hồng đỏ tuyệt đẹp. Khi đánh màu hồng baby không thì gương mặt sẽ trông hồng hào nhẹ nhẹ rất dễ thương. Trong các màu thì màu đỏ hơi đòi hỏi kỹ thuật một tí vì khác với dòng má hồng nén cứng Red Recipe. Màu đỏ của Dual Blend Blusher là dạng phấn bột bình thường nên sẽ lên màu rất là đậm đà. Đây là màu duy nhất mình cần sự hỗ trợ của một cây cọ má hồng để dễ tán hơn. Tuy nhiên kết quả không tệ một chút nào. Sản phẩm có dung lượng là 5g và được bán với giá 23.000 won, tương đương với khoảng 500.000 đồng Việt Nam. Một tip nho nhỏ cho các bạn là khi phối má hồng hai màu, các bạn có thể nhấn màu đậm hơn ở phần chính giữa của gò má, nơi vuông góc với con ngươi trong mắt chúng ta để tạo ra cách đánh má hồng trẻ trung hơn và từ đó blend màu dần về phía mang tai nhé. Các bạn nghĩ sao về bộ sưu tập 5 màu má hồng mới toanh này? Hãy comment tên màu bạn yêu thích nhất ở bên dưới nha. Hãy bấm nút subscribe YouTube channel của The Cloud và đừng quên click vào hình cái chuông bé xinh xinh để nhận được thông báo về video mới nhất. Cũng như là gia nhập vào gia đình The Cloud bằng cách like fanpage The Cloud Beauty. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt!